Audio Jungle. Mọi người ơi, mua cái xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Anh Hồng Thuận, anh Hồng Hào quá. Anh Hồng Hào quá. Cả nhà ơi, mua nước ngọt đâu vậy? Sao lần nào quay em cũng đem cho Hữu cho mọi người ăn hay vậy? Dạ, cho mọi người ăn cho nó mát đó anh. Được không? Mình sẽ bày ra nguyên một bàn luôn. Hổ Tâm đúng là số cực cho bà con quá, bà con nghiệp. Cái gì số cực anh? Thì lúc nào cũng phải lo lắng cho mọi người hết trơn. Ăn uống. Bữa giờ đó anh Khương với lại ekip mình cực quá cho nên là không biết làm gì ngoài việc là ủng hộ đậu hũ. Rồi khán giả nói là tại sao không đẻ cái gì mà đẻ đậu hũ hoài. Thật ra là trong cái mùa nén nắng này ăn đậu hũ là ngon nhất. Ngon. Em uống gì không trời? Không anh ơi, em ăn đậu hũ rồi anh. Uống gì không? Dạ không, anh uống gì vậy? Uống gì? Uống gì tim. Trời đất ơi. Nấm bi ra đánh mùi được cà đậu hũ phải không? Đúng rồi chị, đánh mùi được. Món này là món nấm bi ủng hộ đóng phim về nhà ăn Tết nè. Nấm bi mở nắp ra đi cho bé Trang. Trời ơi. Ăn đậu hũ rồi múc ra chú Trung nha. Anh ơi, anh em muốn á. Em lấy em muốn ta bớt. Ta bớt. Uống ta bớt nha, uống nha. Uống rồi nước cam. Hay là thưa quý vị là đậu hũ, cái cô đậu hũ này cô ở dưới Bình Thạnh á mà cô phải chạy lên tới Bình Chánh để vào. Hay. Bây giờ là một bàn luôn. Dạ, hết chị Trâm là mối ruột của chỗ này ha. Cái đợt trước em ăn chị Trâm mua cái này ngon lắm, rất là ngon thực sự. Không mà hôm nay nắng nóng lắm nha quý vị, cho nên là mình sẽ ăn đồ hũ là mình sẽ mát nhất luôn. Má ăn mấy hũ má? Một hũ 20, 2 hũ 40. Ok má, vậy má đừng ăn nha. Đây để em mở luôn ha. Dạ để em mở. Để cho anh chung hợp luôn đi. Dạ, để chị Trâm múc cái nước đường. Nhiều lắm anh. Đúng. Rất là nắng nóng. Có để đường không má ơi? Không phải đâu. Không phải được. Tao hủ á. Tao hủ. Bỏ đi rồi lớn nổi. Quân Dung này mai mốt bao bao thơ. Bao bao thơ. Lấy hủ cho coi. Cái công ơi, cái công, cái gì được không ăn miếng chị? Tàu hũ Hồng Kông. Trời, chị không biết tàu hũ Hồng Kông. Chị có thấy tàu hũ nào đâu? Đâu, tàu hũ Hồng Kông. À, quý vị biết là quý vị cầm cái tàu này nhớ lúc đó nào không? Là cái gì đó, về nhà ăn Tết gì đó. Về nhà ăn Tết. Dạ, lấy đá mọi người. Hôm nay cái của con dừa cũng có đậu nữa. Nhưng mà nói không phải là không phải là Hồng Kông, có cái đậu nào đâu mà Hồng Kông. Hồng Kông á. Đậu hũ này con đẹp ở Hồng Kông đem về. Lớn cái đậu hũ. Em biết đâu em thấy một cái trắng cái này nè. Ủa anh còn thanh chữ em ngu. Em lỡ em tin người. Lỡ tin người. Nè tự nhiên tôi bị má đậu Hồng Kông. Em ơi, nói ngoài đó anh nó ăn rồi. Ăn rồi nè, cái tàu này rất mát. Cái này mát, không bỏ cho mát nè. Cái tàu này mình chỉ cần ăn một hũ thôi, không phải là quảng cáo ra. Một hũ thôi rồi đi ăn rồi đi tắm mát lắm. Thiệt. Thì ăn rồi đi tắm mới mát liền luôn à. Thôi đã vậy hả? Nè chú. Đâu chị, đại anh đi mấy người. Đại anh. Lấy anh. Lấy đá bỏ vô à? Lấy đá vài cục. Lấy cái hộp đi. Nghĩ ra là tàu Hồng Kông, không tin. Rồi, quá đã luôn. Trời ơi, cũng bàn luôn rồi trời. Rồi mấy anh em ăn đi rồi mình chú đi xuống mấy anh thôi. Cả nhà mời cả nhà vô đi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Đây. Là của Trâm rồi đây hả? Dạ đây. Của em làm đó. Gì vậy? Không phải của em làm, em lộn, em đẹp. Đây là tàu hũ đường vô nè. Đổ đá. Cái đường với lại gừng luôn. Ôi, cái tàu hũ này ăn không thôi mà mát. Nè. Nó dài nữa ơi, ổng này nhìn không đặt câu quần áo anh. Vậy chú nói cái gì vậy? Anh chú nói gì vậy anh? Chú nói gì? Nói gì vậy chú? Tại vì ở đây mình không có biết không? Tàu hũ này ăn không có nhà mát. Là ăn kiểu anh à. Thế là tại vì cái đề nó kỹ rồi sao không biết nó mát lắm. Một hồi nó đau bụng nghe. Nó đau nuôi nha. Không có bào đâu đó. Đây là thằng em. Tổ Yến trà sữa. Nhớ chụp trang của mình luôn đi anh, chụp tấm hình luôn nha. Đây là Tổ Yến sữa hương dừa. Con hương dừa. 321 321 321. Rồi ok. Nhiều quay về chụp được luôn mà. Này rất là ngon nha quý vị ơi. Ai chưa có chú Nam. Dạ kính lão Đức Thọ. Kính mời chú Nam. Mời con nha. Chú có muốn ăn cho nó mát hơn bỏ về cục đá vô. Cái này con mua hả? Dạ con mua. Bé nó rất là thương tôi. Nó biết bên tôi bị tiểu đường á. À đây con lấy cái hũ khác cho. Phải đồ giống sao? Lỡ rồi. Nhưng mà cái này ăn cái đường nó mới ngon. Em để lại rồi thôi. Bà ta nói miệng chiều mới lên nữa. Đây mình ăn đi còn bao nhiêu rồi mình để lại sao? 50. Cái này là có gừng luôn hả chị Trâm? Đúng rồi, cái đó có gừng luôn. Anh đi quay cho mọi người ăn đi kìa. Cái cô chú gì? Dạ, bé Hương. Đây ăn đồ này ra đi đi. Bỏ không vô lạc. Ngon lắm. Ngon không mấy Dung? Ngon. Ủa con, cái này má ăn của con hoài mà. Cái này mỗi bữa mỗi có ngon. Má ăn 2 hũ nhớ không? Dạ. Rồi. Cả nhà mình ra lấy đồ hũ ăn giùm em nha. Ai kêu tổ quay phim vào đây anh ơi. Nãy giờ anh quên. Em ơi em ăn hết nữa. Em ăn hết 1 hũ rồi em ra. Em bỏ đá vô. Ngon chú. Em ơi. Em ăn không? Màu nãy giờ chú ăn cái đầu lẩu ngon tại chú quên trộn lên. Trời ơi trộn lên. Trộn lên rồi nó mới ngọt ngon. Dạ đúng rồi. Mình ăn cho nó mát thì mình bỏ mấy cục đá vô nữa chú. Không. Giờ là mát lạnh rồi. Mua nước gì cho má vậy? Ngon quá. Nãy giờ má con đoạn rồi. 4 con đoạn rồi. 4 con đoạn hả Cẩm? Mới 4 con đoạn hả? 4 à. Mới 3 hả? Má ơi. Ờ vô ra bào đi. Chú là 2 cái rồi đó, phải không? Em có 2 cái à. Chết rồi đó. Sáng giờ đó, tôi mà Dung có 2 cái à. Sáng giờ chơi đúng không? Em. Đi Dung. Dạ chịu. Vậy với chung là mấy cái nữa. 2 cái. Nó làm nở. Rồi. Yêu sức rồi. Chú chưa thấy đồ. Làm phóng động đi nha, đừng nghĩ lại chuyện nha. Cho người ta ăn 5 phút đi chạy ơi. Anh vô cây mới anh quay phim rồi ra ăn giùm em mới. Chị Trang cây mấy chị ở dưới bếp xuống lên ăn đi Trang. Tẹ lên quay. Chú ăn nha, chú ăn nha. Ngon không anh? Ủa mặc đậu gì vậy? Công nhận là mấy nay thời tiết nó nắng nắng đó quý vị, em một ly đậu hũ vô là ngon nhất. Ngon cán ràng á, bò ngầu bò bóng. Chú ăn nha. Hả? Chú ăn. Ờ mới hộp. Chú ăn. Em cũng nói. Chú có ăn quý vị. Mà anh Hùng Thần mới ly thứ 5 thôi. Quý khán giả có người nói Trâm là sao cái đẻ đậu hũ hoài vậy? Ông đẻ cái khác. Trời ơi đi quay nén nắng này một ly đậu hũ là nó mát là nó ngon chất lượng nhất luôn. Em mua đậu hũ em đẻ đoàn em còn bị chửi nữa, khổ ghê. Lần đầu tiên mình ăn hả? Đúng rồi, lần đầu tiên ăn của chị á. Lần đầu tiên ăn đúng không? Anh nói là được, mà anh không ăn nước cốt. Anh Tâm, Tâm, ra ăn đậu hũ, chị ra ăn đậu hũ. Ngon lắm nha, không ăn là tiếc luôn, ra ăn đậu hũ đi. Đây sao mập hả? Mất xong. Ăn đậu hũ đi. Ừ chị mua ra ăn đi, ra ăn đi. Không, ra ăn đi. Chị ăn chưa? Chồng nó gà lăng lắm. Chị, anh Vũ ra nụ, kìa chị ra nụ. Đó có ké ra nụ. Đi đi đi. Có nè. Có chưa? Có. Ăn xong mình phải dọn dẹp sạch sẽ mình. Bà ngoại, ông ngoại đó. Ông ngoại, bà ngoại em đi chứ để nó ấy. Mình lấy vô cho ông ngoại bà ngoại rồi. Em đi đây đi. Anh ăn chưa? Chưa. Rồi vậy là ông ngoại bà ngoại có rồi, chừa cho Thế Vĩnh với trà sữa luôn rồi. Chưa anh chưa ăn nha. Anh Vĩnh anh ơi. Cảm ơn nhiều. Một mình làm 2 hũ mới đủ đô. Chưa nha, chưa, tôi chưa ăn cái gì nha. Đồ hũ ngon lắm. Anh đưa cho bà Tú đi, anh đang lấy sao? Tập 2 vận động mấy lần đầu tiên đi xin việc đó, hồi nãy về mình về luôn rồi. Không, ra lấy đồ ăn. Con mua để rồi thôi. Cái giọng luôn á. Đâu. 2 vận động 8. Em để trên bàn anh Vũ. Xong cái này tới 282 nha. Lấy hết rồi. Dạ Vũ lấy. Của người ta á. Đây. Của người ta. Quên bừng đó. ngon quá. Dạ. Ăn nó đã, nó mát quá. Dạ mời ai cũng khen Trần á. Đây chị Hương, chị cho gì nha. Đây là cá xe bóng không chị Trần? Hả? Hết tiền cá xe bóng phim để mua. Đúng rồi, phim này tiền cá xe nhiều mua đồ hủ vô đoàn ăn hết rồi. Mà chỗ này bán ngon. Trộn lên, em phải trộn đường lên chứ. Quan tâm ngon lắm. Tại em biết sao không? Đó là sao vậy? Ăn này cho mát. Sẵn rồi đâu nói gì đâu, quyền vui à. Lấy kem tâm ly quý vị đem theo á, em giật ra em xức vô cho đó. Cái kem tâm ly đó là em xức được ở bên trong luôn cái chỗ này nè. Nhiệt ơi nhiệt rất là giòn. Đây thưa quý vị là hôm nay là ngày quay cuối cùng ở phim Trùm Nổ rồi. Cho nên là mình quyết định là để đoàn ăn đồ hủ tại vì trời thì nắng nóng nữa. Trời ơi tội nghiệp của Trung lắm á quý vị ơi. Tội nghiệp lắm á. Anh mệt không anh Trung? Chứ con mệt. Chú mệt lắm con em. Em cố lên nha chú, hôm nay ngày quay cuối rồi. Ê chị ơi coi gửi ra chứ. Lòng hơn nè. Kinh khủng khiếp, rất là đỉnh luôn. Khóa thịt đây món đồ hủ ăn ngon nhất từ trước giờ mình ăn. Wow. Cảm giác như trở về review rất là có tâm luôn. Rất là cảm ơn Hồ Bích Trâm. Là tôi bán này không nói, tôi bán thì hồi sáng tôi bán hàng á thì không có bao giờ mà nói một cái câu nào để bán hàng giúp mình, mà bây giờ đồ hủ mua của người ta thì đứng là review. Tại vì hồi sáng cái này là không nhà vệ chợ. Tại vì hồi sáng là Hồ Bích Trâm bán những cái món... sáng vậy hồi sáng bán là bán những món rất là xa xỉ, Hồi sáng hồi sáng là Hồ Bích Trâm bón những cái món đồ rất là xa xỉ dành cho phụ nữ, mình không thể nào mà mình review được tại vì mình không chưa có trải nghiệm. Còn đồ hủ là mình trải nghiệm mà mình nói được gì mình trải nghiệm. Em có đem theo cái này nhờ anh review nè, em mời anh luôn. 10 triệu. Wow, em 10 triệu một sản phẩm. Không được lấy cây. Review 3 phút. Nước rửa phụ qua. Nhận không? Nhận chớp này không? Chập ngại chết luôn trời. Không thiệt. Nhưng mà cái clip của em yêu cầu là anh phải tị phạm nữa. Các bạn, thật sự là đau cũ đi mà. Thật sự là đang đồ hủ, em nói cái hết muốn ăn luôn các bạn. Thôi giỡn nơi gẹo không á. Thôi chào cái khán giả nha. Bây giờ mình sẽ quay clip cho anh Khương ăn. Rồi nãy giờ anh Trương, tội nghiệp anh Trương nãy giờ tôi ăn. Ai ăn đi Trương? Nãy giờ anh Trương quay clip cho quay tâm đó quý vị. Lạnh quá. Anh ăn đá không? Bỏ thêm đá vô cho nó đỡ ngọt. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Ngon ghê. Hớp đầu lúc nào cũng ngon ha. Ngon quá. Xàm. Chào cả nhà nha, chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay là ngày quay cuối rồi. Các diễn viên khác đó là thường. Mình ơi mình quay một tí luôn cho mọi người coi. Dạ xin lỗi. Đây quay bối cảnh nhà của anh Khương luôn. Ở đây lúc nào cũng ăn cần, lúc nào đồ đó ăn luôn. Chú cha, đánh ghen từ từ 4-5 giờ hãy đánh ghen nha. Đánh ghen giờ này đánh chịu nổi đâu, diễn nổi. Hả? Đánh ghen anh đêm. Ok, mừng quá. Đây anh Khương vừa đây, anh Khương vừa cho nguyên một cái dãy phòng trọ của anh Khương vừa vô phim luôn quý vị. Rồi quý vị nhớ đón xem phim của anh Khương vừa nha. Dạ cảm ơn quý bà cô chú nhớ ủng hộ. Hôm nay anh Khương giảm được bao nhiêu ký rồi? Không biết nữa, bây giờ sụt mấy ký. Sụt quá trời, sụt ốm luôn, ốm mà đang thui lùi luôn rồi. Nè dưới đây trắng à. Ghê quá anh Khương ơi. Ôi anh Khương hai màu luôn rồi quý vị. Dạ màng. Nữa nè, đấy nha. Vậy thôi. Rồi xong. Rồi. Chú Trung ơi, chào khán giả, chú Trung. Thôi chào tất cả quý vị nha. Bây giờ đi quay rồi, tới quay đây ok. Đúng rồi. Ủa chị Hà. Quay ở nhà ba vợ của anh Khương vừa luôn không quý vị. Bye bye.